Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong cái video ngắn này thì em Liễu sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách để tạo một ảnh bìa trên Facebook bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh Canva nhé. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ vào CH Play và chúng ta sẽ gõ vào mục tìm kiếm và tìm kiếm Canva, được chưa? Nó sẽ hiện lên một cái phần mềm ha. Hiện lên cái phần mềm mà nó có chữ Canva, công cụ sửa, thiết kế đồ họa, miễn phí. Chúng ta sẽ vào đó và chúng ta sẽ download cái phần mềm này về, được chưa? Và khi mà chúng ta download về thì chúng ta chỉ cần việc mở ra. Ở đây thì em Liễu đã download rồi, cho nên là em Liễu sẽ mở ra. Được chưa? Ở trong cái phần mềm này thì chúng nó có hơn 60.000 mẫu thiết kế. Và mục đích của chúng ta ở đây là thiết kế ảnh bìa Facebook. Chúng ta việc rất đơn giản, chúng ta sẽ kéo ngang qua cái phần tất cả các mục này và chúng ta sẽ tìm thấy là cái mục là trang bìa Facebook. Trang bìa Facebook ha. Ở đây thì nó có rất là nhiều cái loại trang bìa, trang bìa về mùa thu, về sinh nhật, về làm đẹp, về mùa hè vân vân. Và ở đây chúng ta sẽ xem về các cái mẫu ảnh bìa, được chưa? Các cái mẫu ảnh bìa trên Facebook như thế này. Nó rất là nhiều mẫu khác nhau. Tùy theo cái sự thiết kế của chúng ta, sở thích của chúng ta mà chúng ta hãy chọn một ảnh bìa để chúng ta thiết kế cho nó đẹp, cho cái trang Facebook của chúng ta nổi bật hơn. Được chưa? Và ở đây rất là đơn giản, chúng ta sẽ vào, ví dụ như ở đây thì em Liễu sẽ thiết kế mẫu cho các chị một cái mẫu ha. Ví dụ như là trang bìa về làm đẹp. Thì ở đây nó có rất là nhiều mẫu khác nhau ha. Mình sẽ chọn thiết kế một cái mẫu. Ở đây, ví dụ như vậy ha. Ở đây là khi mà cái ảnh, cái hình son này chúng ta có thể kéo nhỏ hoặc là phóng to. Ví dụ như ở đây các chị có những cái hình ảnh sản phẩm của riêng mình thì các chị có thể bỏ vào cái mục này nhá. Hoặc là các chị không thích thì các chị có thể xóa luôn cũng được, được chưa? Nếu như các chị chỉ thích cái phông nền màu hồng thì ở đây chúng ta có thể bỏ thay vào cái hình ảnh của chúng ta, được chưa? Chúng ta có thể kéo to hoặc là thu nhỏ ha. Đấy, kéo to hoặc là thu nhỏ, được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ sau khi chỉnh sửa lại hình ảnh được, chỉnh sửa lại hình ảnh được thì chúng ta sẽ vào qua một cái mục tiếp theo. Qua một cái mục tiếp theo và chúng ta sẽ gõ vào, đây là những cái mục đánh chữ, thông tin, địa điểm, số điện thoại ha của chúng ta sẽ được đưa lên trên cái bảng hiệu của chúng ta ha. Một cái ảnh bìa Facebook là như một cái bảng hiệu ha, thì chúng ta có thể đưa vào đây để chúng ta quảng cáo cái thương hiệu của chúng ta, để khi mà khách hàng vào cái Facebook của chúng ta thì khách hàng sẽ biết là chúng ta bán cái gì, được chưa? Ví dụ như là Thúy Liễu, được chưa? Thúy Liễu, đấy, Thúy Liễu, được chưa? Ở đây các chị có thể chọn cái kiểu cỡ chữ to hoặc nhỏ nhé, to hoặc nhỏ là tùy theo cái sự thiết kế của chúng ta, được chưa? Chúng ta sẽ di chuyển cái chữ này đi đâu ha, cho nó vừa tầm với cái bảng hiệu của mình. Và ở dưới cái dòng chữ nhỏ này chúng ta có thể ghi là chuyên gia hỗ trợ kinh doanh online chẳng hạn. Được chưa? Thì ở đây chúng ta cũng vẫn có thể chỉnh được cái kiểu chữ. Ở đây số 10 chúng ta kéo lên một tí xíu cho cái chữ nó đẹp hơn, được chưa? Đấy, khi mà kéo chữ to thì nó bị xuống dòng, thì chúng ta có thể kéo giãn rộng ra cái khung này, nhé. Cái này nó có thiết kế sẵn rồi, chúng ta không máy được, chúng ta nhỏ lại ha, nhỏ lại thôi. Rồi, chuyên gia hỗ trợ kinh doanh online. Đấy, thì vì nó không được đẹp cho nên là em Liễu sẽ xóa luôn, được chưa? Đó, và sau đó thì chúng ta có thể sao chép thêm các cái khung.
chép thêm các cái khung. Đấy, chúng ta có thể sao chép để bát ra. Chúng ta có thể chỉnh sửa ảnh là cho chính giữa khung hoặc là một bên khung. Được chưa? Đấy, cái giãn cách này là chúng ta có thể giãn cách chữ đó, theo chiều ngang nè. Đấy. Hoặc là theo chiều dọc này. Chiều dọc. Chiều dọc là khi chúng ta có hai hàng khác nhau. Hai hàng khác nhau như thế này. Đấy, thì chúng ta sẽ kéo cái khoảng cách giãn chữ ra. Được chưa? Đây, em Liệu sẽ thiết kế lại. Trả lại. Được chưa? Đây, cho nó đẹp nhé. Đây, cho nó chỉnh về chính giữa cho nó vừa phong cho nó đẹp, được chưa? Như thế này. Chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ. Chưa? Chúng ta có thể để chữ nghiêng. Đây, có thể để chữ nghiêng. Rồi, ở đây là chúng ta có thể chọn chữ song song. Chưa? Và thêm nữa nhé. Là ở đây có thể chọn đổi cái khung nền. Các chị sẽ click vào đây và các chị sẽ chọn khung nền. Đó, tùy theo màu mà các chị thích, được chưa ạ? Chọn theo màu mà khung màu các chị thích. Đấy. Và ở đây hình ảnh thì chúng ta thay vì chúng ta để những cái khung màu nhàm chán thì chúng ta có thể thay đổi những cái khung nền. Đấy, ví dụ như các chị có hình ảnh đồ nhóm thì hãy bỏ vào đây là hình ảnh đồ nhóm của chúng ta luôn. À, với những chị bán mỹ phẩm thì thường thường sẽ có những hình ảnh đội nhóm và hình ảnh của công ty. Hoặc là như em Liễu thì thường có những cái thương hiệu, những cái hình ảnh của đội nhóm hoạt động rất là mạnh, được chưa? Đó thì chúng ta sẽ bỏ vào. Đó, những cái hình ảnh của công ty thương hiệu mạnh đấy, em Liễu ví dụ như thế nhé. Đấy, các chị có thể chọn tùy theo cái sở thích của mình, được chưa? Và ở đây thì các chị cũng có thể chọn cái kiểu màu chữ, được chưa? Chọn cái màu chữ luôn. Click vào và chọn cái màu chữ. Màu chữ tùy theo cho nó hợp với cái phông nền với màu của chúng ta ha. Được chưa? Các chị sẽ chọn. Nhá. Chọn. Chọn phông màu tùy theo sở thích của mình. Được chưa? Hãy chọn theo sở thích của mình. Về màu, về phông chữ, còn đây là kiểu chữ ha. Ví dụ ở đây nó đang kiểu chữ là chốt chi thì chúng ta sẽ ở đây thì thay cái đây kiểu chữ đây, được chưa ạ? Thay theo kiểu chữ theo mà các chị thích, được chưa ạ? Thay đấy, nó sẽ thay cái kiểu chữ, nó sẽ đổi cái kiểu chữ cho chúng ta. Đó, các chị muốn trang trí như thế nào thì chúng ta có thể trang trí. Ví dụ cái kiểu chữ này đấy thì chúng ta sẽ chọn lại cái màu và cái ảnh nền. Ví dụ đây là cái ảnh nền thì chúng ta sẽ đổi lại, được chưa? Đấy, cho nó hợp lại cái màu cho nó đẹp. Cái màu như thế nào đó cho nó hợp với cái ảnh nền của chúng ta, được chưa? Hợp với cái ảnh nền của chúng ta thì chúng ta sẽ úp lên. Đấy, chúng ta có thể trang trí tùy theo cái sở thích của mình. Nhưng với cái một cái ảnh bìa thì chúng ta cần đầy đủ thông tin là tên chủ shop, địa chỉ, số điện thoại và cái sản phẩm chúng ta đang kinh doanh là gì và sứ mệnh của chúng ta là gì để đưa lên trên cái ảnh bìa của chúng ta nhé. Đấy, chúc các chị thành công. Và ở đây thì em Liễu đã có một số cái thiết kế sẵn. Đấy, ví dụ như thế này ha, chúng ta có thể làm ebook để tạo cho khách hàng, hoặc là chúng ta tạo những cái ảnh bìa đấy như thế này đấy để tặng cho khách hàng nhé. Chúc các chị thành công. Nếu như mà các chị có những khó khăn hoặc là chưa biết cách làm thì hãy inbox cho em Liễu sẽ hướng dẫn cho các chị rõ hơn, hoặc là có thể gọi cho em Liễu qua số điện thoại là 0931 242 699. Và khi các chị đã thiết kế xong rồi ha, các chị đã thiết kế xong rồi thì dĩ nhiên các chị sẽ bấm và tải về, nó sẽ chuẩn bị cho chúng ta một cái bản thiết kế. Và nó dĩ nhiên nó sẽ vào mục thư viện cho chúng ta. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ chia sẻ qua
message cho em Liễu để em Liễu xem thử là cái ảnh bìa của các chị thiết kế đã đẹp hay chưa, hoặc là đã hoàn thiện hay chưa, hoặc là đã hợp lý hay chưa. Đó, các chị có thể gửi cho em Liễu để em Liễu có thể xem ha. Gửi cho Facebook của Thúy Liễu nhá. Thúy Liễu. Đấy, gửi cho Facebook của Thúy Liễu để Liễu có thể thấy được ha. Liễu có thể thấy được cái thiết kế của các chị và góp ý thêm cho các chị nhá. Đây, em Liễu sẽ vào. Đấy. Em Liễu tự gửi cho em Liễu thì không được ha. Các chị sẽ vào đó và gửi ha, hoặc là các chị sẽ mở ra một cái mới ha. Các chị sẽ nhắn tin hoặc là về thư viện và gửi qua cho em Liễu nha. Chúc các chị thành công.